Xin chào quý vị và các bạn. Sau ngày mai 13 tháng 7, nước Anh sẽ có một vị nữ thủ tướng mới lèo lái con thuyền rời Liên minh châu Âu. Sự kiện mang tính bước ngoặt này diễn ra sau khi đối thủ duy nhất của bà trong cuộc đua vào ghế lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền, bà Andrea Leadsom, bất ngờ rút khỏi cuộc đua. Thủ tướng Anh David Cameron liền ngay sau đó thông báo ông sẽ từ chức sớm để trao chìa khóa căn nhà số 10 đường Downing cho bà May vào tối cùng ngày. Tất cả các sự kiện cùng xảy ra trong ngày 11 tháng 7 khiến đài BBC của Anh phải thốt lên là diễn biến quá nhanh. Chúng ta hãy cùng nhìn lại cơn lốc trong chính trường Anh trong 24 giờ qua. Cơn lốc ngày 11 tháng 7 bắt đầu bằng tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào chiếc ghế lãnh đạo đảng bảo thủ kiêm Thủ tướng Anh của bà Andrea Leadsom, Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Anh. Bà Leadsom cho biết bà rút lui vì chiến dịch lãnh đạo trong 9 tuần qua của Brexit đã không như mong muốn trong thời điểm quan trọng. Bà nhận thấy đối thủ May có sự ủng hộ mạnh mẽ hơn trong đảng. Cần có sự lãnh đạo hiệu quả một cách khẩn trương để bắt đầu việc Anh rời khỏi EU. Tôi đi đến kết luận rằng việc phê chuẩn ngay lập tức một thủ tướng mạnh mẽ và được ủng hộ lớn sẽ mang lại lợi ích cao nhất cho đất nước. Vì vậy, tôi rút khỏi cuộc bầu cử và tôi chúc bà May có thành công lớn nhất. Tôi đảm bảo bà ấy có sự ủng hộ hết lòng của tôi. Trước đó, bà Leadsom đã vạ miệng khi tuyên bố rằng vì bà từng sinh con và là mẹ, nên bà đủ tư cách để làm thủ tướng hơn so với ứng viên Theresa May. Nhiều người cho rằng áp lực từ dư luận đã khiến bà buộc phải rút lui. Sự rút lui của đối thủ duy nhất khiến bà Theresa May, 59 tuổi, được bầu làm lãnh đạo đảng bảo thủ với hiệu lực ngay lập tức. Thủ tướng David Cameron đã quyết định rời nhiệm sở sớm để dọn đường cho người kế nhiệm. Tôi rất vui mừng khi bà Theresa May trở thành thủ tướng chính phủ tiếp theo của nước Anh. Bà Theresa May hội tụ đầy đủ phẩm chất của một người đứng đầu. Tôi tin rằng bà ấy sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho nước Anh trong quá trình chuyển đổi sau khi rời khỏi châu Âu. Ông Cameron cho biết bà May sẽ nhận được chìa khóa tòa nhà thủ tướng tại số 10 đường Downing ngay tối 13 tháng 7. Với sự việc này, bà May nghiễm nhiên trở thành tân thủ tướng Anh, khi chỉ còn mình bà trong cuộc bỏ phiếu, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 9 với sự tham gia của 150.000 thành viên đảng bảo thủ. Tôi rất vinh dự được đảng bảo thủ lựa chọn là người lãnh đạo. Tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng với những ứng viên khác trong chiến dịch tranh cử và với bà Andrea Leadsom vì phẩm cách mà bà đã thể hiện ngày hôm nay. Tôi cũng muốn vinh danh ngài David Cameron vì sự lãnh đạo mà ông đã thể hiện với đảng và đất nước Anh. Như vậy, kể từ thời bà đầm thép Margaret Thatcher, người cầm quyền trong suốt thập niên 1980, bà May sẽ trở thành nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử hiện đại Anh. Nếu như bà Thatcher là nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất tại Anh kể từ năm 1827, thì bà May cũng từng là bộ trưởng nội vụ lâu đời nhất nước này suốt nửa thế kỷ qua. Và sự tương đồng giữa hai nhà lãnh đạo nữ này không chỉ dừng lại ở đó. Có gì chung giữa hai người phụ nữ này? Nữ Thủ tướng Anh Margaret Thatcher giai đoạn 1979-1990 và người sắp trở thành nữ thủ tướng thứ hai của nước Anh. Cùng sinh ra và được giáo dục trong gia đình công giáo, cùng sớm bắt đầu sự nghiệp chính trị tại đảng bảo thủ, cùng có quan điểm cứng rắn trong nhiều vấn đề và cùng ngồi lên chiếc ghế thủ tướng ở tuổi 50. Và gì nữa, họ cùng gắn liền nhiệm kỳ của mình với mối quan hệ của Anh trong Liên minh châu Âu. Lên nắm quyền năm 1979, bà Margaret Thatcher đã nhiều lần khẳng định sự chống đối của mình với kiểu châu Âu liên bang và với ý tưởng cộng đồng châu Âu có nguồn tài chính riêng. 26 năm sau khi bà đầm thép Margaret Thatcher buộc phải rời khỏi chức vụ sau một cuộc đảo chính trong đảng bảo thủ mà nguyên do chính là mối quan hệ của Anh với EU, thì nay cũng sau một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Anh trong EU, bà Theresa May đã trở thành nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử Anh. Thực tế, bà May có quan điểm khác, từng là người ủng hộ Anh ở lại EU, nhưng sau những bất ổn hậu Brexit, bà May lại trở thành người nhận được sự ủng hộ cao nhất trong đảng bảo thủ, cũng như dư luận Anh. Người phụ nữ này biết cách để kêu gọi sự đoàn kết, vốn là thứ mà nước Anh đang cần nhất hiện nay. Tuy nhiên, bà May tuyên bố nước Anh sẽ không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để ở lại mái nhà chung châu Âu và càng không nỗ lực để tái gia nhập liên minh này một lần nào nữa. Trong chiến dịch này, quan điểm của tôi dựa trên 3 điều. Thứ nhất, nhu cầu về một sự lãnh đạo mạnh mẽ, chắc chắn để dẫn dắt chúng ta đi qua những giai đoạn đầy khó khăn và khó lường về kinh tế và chính trị. Tất nhiên, đó cũng là nhu cầu đàm phán cho quyền lợi tốt nhất của Anh khi rời EU và tiến đến một vai trò mới của Anh trên trường quốc tế. Brexit nghĩa là Brexit và chúng ta sẽ phải thực hiện quá trình này. Thứ hai, chúng ta cần phải đoàn kết đất nước này. Và thứ ba, chúng ta cần một tầm nhìn mạnh mẽ, tươi mới và tích cực cho tương lai của nước Anh.
là một người cuồng công việc giống như bà đồng thép Thatcher, bà Theresa May nổi tiếng với cá tính đặc biệt trong chính trường Anh. Trong bối cảnh Anh lâm vào khủng hoảng chính trị với những rạn nứt xã hội sâu sắc sau trưng cầu dân ý giải EU, Brexit, bà Theresa May được cho là đã thực hiện một chiến lược tranh cử khôn ngoan khi nhấn mạnh mục tiêu đoàn kết nội bộ đảng, đoàn kết đất nước để đương đầu vào những thách thức trước mắt. Theo giới quan sát, Theresa May là người duy nhất có khả năng tập hợp được phe phái xung khắc trong nội bộ đảng bảo thủ hiện nay. Những diễn biến chóng vánh tại Anh ngay lập tức đã nhận được phản ứng từ dư luận trong và ngoài nước này. Đa phần đều là những lời chúc mừng dành cho người phụ nữ được lịch sử lựa chọn trong bối cảnh đầy rối ren của Anh hậu Brexit. Từ nước Anh, nhiều người thuộc phe bảo thủ hay đối lập đều tỏ ra ủng hộ nữ thủ tướng mới của nước Anh. Tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời khi nước Anh có một nữ thủ tướng, bởi rõ ràng đang có sự thiếu vắng của phụ nữ trong quốc hội. Nhưng tôi tin rằng nếu nước Anh có sự tiến bộ hơn trong chính sách tự do, dù tôi biết rằng bà May đến từ đảng bảo thủ, thì bà ấy sẽ còn nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ rằng bà ấy có một cá tính rõ ràng và sự nhân đạo, một người bảo thủ. Tôi chưa bao giờ bỏ phiếu cho đảng bảo thủ, nhưng tôi ủng hộ bà May. Ngày 11 tháng 7, phát biểu trước các phóng viên, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama tự tin rằng quan hệ đặc biệt giữa nước này với Anh sẽ tiếp tục được duy trì sau khi bà Theresa May trở thành thủ tướng mới của Anh. Tổng thống Obama hoàn toàn tự tin rằng ông và người kế nhiệm ông sẽ có thể phối hợp hiệu quả với bà May để không chỉ bảo vệ mà còn thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Cùng ngày, nữ thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi Anh nhanh chóng kích hoạt điều khoản rời khỏi Liên minh châu Âu. Bà Theresa May trên cương vị thủ tướng Anh sẽ phải đảm nhận việc kích hoạt điều 50 trong hiệp ước Lisbon để bắt đầu quá trình này. Bà đầm thép Margaret Thatcher đã được ghi danh là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất nước Anh mọi thời đại, bất chấp việc quan điểm cứng rắn và bảo thủ của bà trong nhiều vấn đề cũng vấp phải không ít tranh cãi. Nữ thủ tướng sắp tới của Anh, Theresa May, cũng đã từng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với bà Thatcher. Tuy vậy, trên cương vị mới, bà May chắc chắn sẽ phải đối mặt với khó khăn và thách thức chất chồng khi điều hành một đất nước vừa từ bỏ tư cách thành viên EU. Thưa quý vị và các bạn, Pokemon Go là trò chơi săn thú ảo đang gây sốt trên điện thoại di động ở nhiều nơi và mới được hãng Nintendo phát hành. Tuy nhiên, nó đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Đây được xem là bước phát triển mới của thể loại game nhập vai khi được hỗ trợ thêm tính năng tương tác ảo, biến người chơi thành một chuyên gia huấn luyện Pokemon thực thụ. Với trò chơi này, người chơi có thể trải nghiệm với mức độ thực tế rất cao thay vì chỉ nhìn vào màn hình điện thoại. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi giới trẻ trên thế giới đang cuồng trò chơi này chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ra mắt. Pokemon Go là tựa game online trên di động cho phép người chơi vào vai một huấn luyện viên thực thụ. Trò chơi sử dụng công nghệ AR cho phép người chơi duy nhất truy bắt Pokemon xuất hiện xung quanh mình, trên đường phố, ở bờ sông, bãi biển, trên thế giới. Các Pokemon được người chơi bắt và huấn luyện tăng level bằng kinh nghiệm lấy được từ việc chiến đấu. Level càng cao, Pokemon sẽ càng mạnh. Ngoài ra, điểm đặc sắc nhất rằng Nintendo thậm chí còn cho phép người chơi trao đổi Pokemon với các game thủ khác. Tôi nghĩ đây là một ý tưởng hay bởi bạn sẽ phải ra ngoài và gặp gỡ mọi người và giao lưu. Tôi cũng vừa gặp hai người bạn cũng chơi ngoài đường. Chúng tôi đã dừng lại và nói chuyện với nhau. Người chơi sẽ nhập vai trực tiếp, săn Pokemon kịch tính như các nhân vật trong truyện. Trò chơi tích hợp Google Maps giúp mọi người truy lùng các Pokemon ẩn giấu trong thiên nhiên quanh họ bằng một phần mềm hiển thị các sinh vật ảo trên nền cảnh thực tế. Do vậy, mỗi game thủ cũng cần trang bị cho mình thiết bị đeo tay, tương tự Pokeball. Và việc họ cần làm là theo dõi các địa điểm trên màn hình điện thoại để truy tìm các quái vật Pokemon. Trò chơi rất hay và dễ chơi. Mọi người đều có thể liên quan với nhau. Cảm giác có thể bắt được Pokemon thật tuyệt. Tôi có thể chơi mọi nơi. Tôi mới bắt đầu chơi trò này được 3 ngày thôi, nhưng đã đi được khá nhiều nơi. Và tôi cũng đã gặp hàng trăm người cũng đang chơi trò này. Mọi người cùng gặp nhau để trao đổi xem họ cần phải làm những gì. Ngay sau khi cơn sốt Pokemon hoành hành trên mạng Internet, thì các dịch vụ ăn theo cũng đã phát triển. Chúng tôi bán rất chạy những chiếc mũ in hình Pokemon. Mọi người đều thích những sản phẩm có in hình này. Cơn sốt Pokemon Go cũng lan nhanh sang đất nước hình con sò.
Trong ngày hôm qua, khoảng 2.000 game thủ Australia đã cùng tham dự sự kiện bắt Pokemon ở Sydney mang tên Pokemon Go Sydney Walk. Tại Perth, thủ phủ và là thành phố lớn nhất ở bang Tây Australia, một sự kiện tương tự về Pokemon Go cũng đã diễn ra với khoảng 1.000 người tham gia. Không thể phủ nhận sức hút của Pokemon Go đối với người chơi, nhưng khi trò chơi trực tuyến này thực sự tạo nên một cơn sốt trên toàn thế giới, thì nhà chức trách của nhiều nước đã phải lên tiếng cảnh báo người dân về những ẩn họa của nó. Và thậm chí, sở cảnh sát ở bang Missouri, Mỹ còn đưa ra cảnh báo rằng trò chơi săn thú ảo này đang bị tội phạm lợi dụng làm cái bẫy cho các vụ cướp và tấn công thật ngoài đời. Vào ngày 10 tháng 7, Sở Cảnh sát O'Fallon ở bang Missouri, Mỹ đã nhận được hai thông báo về một vụ cướp có vũ trang trên phố. Khoảng 11 người chơi ở độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi được cảnh sát Mỹ cho biết bị một nhóm cướp 4 người bẫy và cướp điện thoại và tư trang. Các nghi phạm này đã sử dụng trò chơi di động hot nhất thế giới hiện nay làm công cụ hỗ trợ cho các vụ cướp của chúng. Cụ thể hơn, nhóm nghi phạm này đã đến phục sẵn tại các Pokestop trong thành phố để cướp tài sản của các game thủ Pokemon. Hiện tại, các nghi phạm đang bị truy tố tội cướp cấp độ 1 và phạm tội có vũ trang. Mức phí bảo lãnh tại ngoại lên đến 100.000 đô một người. Theo cảnh sát O'Fallon, Pokemon Go là trò chơi cho phép người dùng sử dụng smartphone và bản đồ định vị GPS để săn các con thú ảo, nên cách thức mà kẻ xấu có thể lợi dụng là tạo ra trạm nghỉ Pokestop trong game tại các nơi vắng vẻ, tiềm ẩn nguy hiểm. Người chơi Pokemon Go bị dụ đến những điểm Pokestop và mất cảnh giác với những nguy hiểm ngoài đời thật. Do vậy, để tránh tình trạng này xảy ra, Sở Cảnh sát O'Fallon khuyên các game thủ Pokemon Go nên thận trọng khi sử dụng các ứng dụng có xác định vị trí như loại game này. Do tính tương tác quá nhiều với đời thật, nên người chơi quá tập trung vào màn hình mà quên đi những gì xung quanh, tạo nên các tình huống nguy hiểm. Khi ra ngoài đường chơi, tôi vẫn phải tập trung vào máy điện thoại, đôi khi tôi bỏ qua những thứ xung quanh tôi, thậm chí là cả xe cộ ngoài đường. Bên cạnh đó, việc giới hạn thị trường phát hành game cũng khiến cho smartphone có nguy cơ bị lây nhiễm mã độc, phát tán virus khi người chơi tải về các bản cài đặt được chia sẻ tràn lan trên mạng. Không chỉ vậy, chính việc áp dụng lối chơi sử dụng môi trường xung quanh để tìm Pokemon đã khiến không ít người phải rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Đơn cử như ở phía Bắc Australia, mới đây một đồn cảnh sát vô tình được gán là nơi người chơi sẽ tới bắt Pokemon. Chính những phiền phức này, cảnh sát tại đây đã phải đưa ra khuyến cáo không được vào đồn cảnh sát để bắt Pokemon. Còn vào ngày 7 tháng 7, một cậu bé 17 tuổi có tên là Marcus Jackson sinh sống tại Australia đã bị đâm rất nhiều nhát và cướp mất toàn bộ tư trang chỉ vì quá mải chơi và vô tình bước nhầm vào lãnh địa của băng nhóm tội phạm. Trong khi đó, Sheila Wiggin, một cô gái trẻ ở Mỹ, mới đây đã trải qua một cuộc hành trình đi bắt Pokemon vô cùng ám ảnh. Theo đó, cô đã nhìn theo bản đồ trong game và đi dọc theo sông Win để tìm Pokemon. Sau khi treo qua hàng rào và men theo bờ sông, bỗng dưng Sheila phát hiện ra một vật gì đó tối màu và đang nổi trên mặt sông, đó là một xác chết. Còn Charlie Lewis, một thanh niên sống tại Texas, Mỹ, đã bị ô tô đâm bất tỉnh trong lúc dán mắt vào màn hình chơi game. Anh chàng cho biết khi đang đi bộ về nhà, bỗng dưng điện thoại rung lên do có thông báo của Pokemon Go. Lập tức Charlie mở cửa ra xem và bị đâm. Vẫn chưa dừng lại ở đó, chàng thanh niên Lamar Hickson mới đây đã bị cáo buộc gây ra vụ tai nạn giao thông tồi tệ sau khi dừng ô tô giữa đường cao tốc Massachusetts ở Mỹ, chỉ đã bắt một con Pokemon. Cú dừng xe đột ngột của Lamar đã gây ra tai nạn liên hoàn và ách tắc nặng nề trên đường cao tốc. Bên cạnh những sự cố đáng tiếc phía trên, cũng có những trường hợp rất hài hước. Một trong số đó là anh chàng Jonathan Therios khi vợ đang đau đẻ mà vẫn mải mê đi bắt Pokemon. Có thể nói khi mà Pokemon Go ra đời, nó mang đến một làn gió mới trong những tựa game đã gây nhàm chán trong những năm qua. Bởi lẽ với nó, nhiều người không chỉ được sống lại những ký ức của tuổi thơ mà còn có thể vận động nhiều hơn so với việc chỉ ngồi sống ảo trên Facebook mà chúng ta vẫn thường hay làm.
Cùng với trào lưu của thế giới, xu hướng chơi Pokemon Go cũng bắt đầu rầm rộ ở Việt Nam. Tuy nhiên, cuối cùng thì Pokemon Go cũng chỉ là một trò chơi, và dĩ nhiên nó cũng sẽ có hai mặt. Tốt hay xấu là phụ thuộc ở chính người chơi. Do đó, đừng để những phút giây ham vui mà gây nguy hại đến tính mạng của bản thân và đánh mất đi tương lai của mình. Chuyện đồng, chuyện tình ngày hôm nay cũng xin dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.